cá lóc. Kinh khủng chưa? Dư xin chào tất cả các chú chị buổi sáng nha. Thì sáng nay Dương lại tiếp tục cái hành trình đi thăm lờ để mưu sinh. Thì trên cái đoạn đường đi thăm lờ thì Dương sẽ quay lại và chia sẻ đến cô chú anh chị mình xem nha. Thì Dương chúc cô chú anh chị buổi sáng nhiều sức khỏe. Thì hiện tại thì Dương tới cái khu vực Dương đặt lờ rồi nha. Giờ Dương sẽ phải lội qua cái ao này nha. Cái ao Lục Bình nè mới tới cái bãi lờ này. Cái loài hạch trơn vậy, không có cá nó gì. Thế lại có dấu lậu vậy ta. Hình như ai thăm của mình hay sao. Bớm là kính, kia cỡ kính lắm mà. Cái gì đây. Trời ơi. Rồi. Tới một chuyện này. Không phải đâu, cái này cá bự nó vô. Ây da. Con cá này bự giữa trời lắm nè. Đây rồi. Đây, con cá này giống có cá ký luôn nha. Wow. Quá trời ơi. Ây da. Được không? Quá. Được không chị? Ơi, con cá nè. Quá trời ơi. Nhìn mắt ra coi. Con này một ký luôn ạ. Cá lóc kinh khủng chưa? Chiếu rồi mất nó trên bờ cái mương là xong rồi đó. Tung cái lò mình ra luôn, chống lỏng luôn á. Rồi, nghe cái lóc tách nè. Mình không có đặt lời trong đó. Đặt lời mình trong đây nè. Đây, cái lời này Dương thấy nước nó quẩy nhạt luôn nè, Dương nghĩ là có cá đó. Bây giờ mấy con nhà Dương thấy có cá lóc trong này nè. À, một cặp nha nè. Đó. Wow. Con nhỏ con bự. Nói chung là qua đây thì chung cái nguồn cá nó cũng tạm ổn nha, nó không có thất thu. Giống như bữa bãi bên kia của mình. Bãi kia đặt mấy ngày với cuốn. Chung là hôm nay thấy chúng ta ổn. Cái lờ này của Dương hình như mất rồi. Của Dương đặt ở đây nè, ai lấy mất rồi.
mất cá lỡ ở đây nha. Hay chứ, mình đặt kính mình không thấy nữa. Không có đặt cá, nó còn không đây. Còn Dương thấy trong lờ có con mắt con cá gì đó ngầu à. Kìa, có con cá gì mắt đó ngầu vậy. À, con cá thác lát. Thì à, con cá thác lát vô con mắt. Mình gọi đây đèn thấy nó đỏ ngầu rồi nha. Con cá thác lát bự á. Dạ. Rồi nó bén, nhặn cái mang nó bén đứt tay rồi. Mang nó bén ghê đó, nằm đứt tay luôn. Có mấy cá lau kiến đây nè, mình thả ra đi. Dạ, con cá bự bự xuống mắt luôn. Rồi để đặt cái lò này lại nha. Nhìn thấy nó ướt nhẹp rồi, nó không có bọt cá sạch nha. Đây, cá gì thì không biết, nhưng mà ôi có hơi nổi rồi. Ôi hai con cá lóc luôn, hai ba con cá lóc. Ba con cá lóc luôn. Bắt ở đây dưới sông mà không kỹ là nó sẽ đi đó. Một bé nè. Hai bé. Ba bé. Wow. Ba cá lóc nè, mới có phi nè. Cá kia vàng nhỏ nhỏ nè, đi mất luôn đi. Rồi mình tiếp tục thôi, chung còn mấy cái lờ nữa là sao? Hết rồi. Như là khúc này như là con cái nè. Đúng rồi. Cái này đây. Ao, 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 ao. Một con cá lóc nha. Bắt nó luôn nha. Nhìn này, đây giờ mà ngon à. Nó cạn nha. Mình đặt cái này là hai cái đó.
đục nước chứ nè. Cá nó quẩy đục nước nè, mấy cá gì nha. Này cá phi luôn. Đây là những con chuột cắn nè. Chuột cắn lủng lỗ ở trên nè. Bự luôn. Cá ra hết, cá lóc ra. Rồi mình tiếp tục ha. Dùng ba cái nó hiện ba cái lợn. Nước cạn hút cho. Cái ao này Dương đặt thì nước càng queo à. Mình gấp này nè. Cá mắm dần đây nha. Wow wow wow. Không nói đâu. Mình không nói đâu. Có gì đây nè. Rồi cái này nước cạn nhìn ngon ta. Sao giờ vô đây quá. Cặp cá lóc luôn. Quá trời đã. Wow. Đây. Mình chê chê nó vậy mà. Chê chê vậy mà cá lóc bự không nha. Cái này nước cạn lắm. Nói chừng nửa ống chân à. Nay cá muốn chạy hoài vậy. Nhưng đặt lần lại nha. Để Dương thăm cái là này coi, nếu mà không ổn thì Dương sẽ đưa nó vô trong thịt trả lại trong. Đặt nó đem vô trong cái bãi cạn đặt nha. Cá à, mình thấy nước. Nước nó quẩy cá, nó quẩy nước. Nước cái là này mới có cá gì đây. À, một con cá chê vàng. Này cũng có cái vàng. Dù sẽ dời nó đi đi. Đặt ngoài này nguy hiểm quá. Cái này cũng có cái vàng quá trời ngon luôn nha. Nói chung là hôm nay cũng tạm ổn nha. Cái chi vàng 100% luôn nha. Rồi, để chúng ta đặt là lại cái đây. Rồi, vừa đặt xong cái là thì mình cũng tiếp tục thôi, còn cái là cuối cùng nữa nha. Rồi cái là thì im ghê chị. À, không thấy. Ồ thì ra là cá nó vô nó ra rồi. Cá con nó vô nó ra nên không có bụi vô nha.
gách để Dương giá nó lại nha. Để Dương đặt lờ lại cái này. Thì trời cũng tà mờ sáng rồi, Dương cũng vừa thăm lờ xong nha. Thì cái hành trình đi thăm lờ buổi sáng của Dương tới đây cũng kết thúc nha. Tí nữa Dương về Dương đổ cái thành quả ra quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Hôm nay cũng có bội thu một xíu, hôm nay cũng hơi khá ổn, chắc tầm mà 2-3 kg cái lóc á. Rồi giờ Dương quay về thôi. Thì Dương cũng vừa về đến nhà nha cô chú anh chị. Đây Dương quả này. Xem nữa nha. Hy vọng là video sau mình sẽ có thành quả như hôm nay, nhiều hôm nay càng tốt.